Mọi người, hôm nay Duyên sẽ giới thiệu cho mọi người top 5 chiếc bếp với tiêu chí ngon, bổ, rẻ, bền, đẹp và bảo hành lâu dài. Chắc chắn phải sở hữu ngay để có một cái Tết ấm no nha mọi người. Ok, vào việc thôi. Ok, và chiếc bếp từ đầu tiên đó chính là chiếc bếp đến từ thương hiệu Spiller có mã là IC1188D. Bếp được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức, sử dụng mặt kính Scott Seren mài phát 4 cạnh bo tiền nhôm xung quanh, giúp dễ dàng vệ sinh. Vùng nấu được làm nổi bật, dễ nhận diện, chống trơn trượt. Ấn tượng đầu tiên là bếp có tính thẩm mỹ cao, cơ chế hoạt động chỉ làm nóng vùng nấu và nhiệt độ thức thoát ra bên ngoài chưa đến 10%, tạo không gian bếp mát mẻ cho người nội trợ. Spiller SPE IC1188D là bếp có tới 9 mức công suất được tích hợp trên bảng điều khiển. Công nghệ chế tác khiến cho bếp đảm bảo an toàn tuyệt đối. Và đặc biệt chỉ duy nhất tại Kitchen Store, chiếc bếp này đang được bán với giá là 15.990.000. Và ai là tín đồ của Spiller thì sẽ biết đây là mức giá cực kỳ ưu đãi. Ok, bây giờ mọi người cùng theo chuyên viên xem sản phẩm thứ hai là sản phẩm gì nha. Và vị trí thứ hai đó chính là bếp từ đôi Ericsson với mã là EUT568H, có mức giá khá là hot luôn, chỉ với hiện kim là 9.990.000. Ba con số 9 nghe là thấy may mắn rồi đúng không mọi người? Bếp được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia với thiết kế sang trọng hiện đại và đặc biệt sở hữu vô vàn tính năng mới mẻ so với các model trước đây. EUT568H có khả năng tiết kiệm điện lên đến 30% điện năng. Bếp được sử dụng mặt kính Euro Platinum, 4 cạnh được bo viền hợp kim nhôm cao cấp, chịu lực tốt, sử dụng vùng nấu 360 độ, đa dạng kích thước đáy nồi. Và ứng cử viên tiếp theo đến từ nhà cáp đó chính là chiếc bếp điện từ KF-SL7008IH. Tuy có mặt ở thị trường không lâu nhưng chiếc bếp này đã chinh phục rất nhiều người nội trợ. Cùng khám phá xem chiếc bếp này sẽ có gì nổi bật nha. Bếp điện từ đôi KF-SL7008IH được trang bị mặt kính ceramic có khả năng chống sốc nhiệt cao. Kính có khả năng chịu lực và truyền nhiệt tốt, mang lại hiệu suất đun nấu cao. Công nghệ biến tầng inverter giúp bếp tiết kiệm 40% điện năng cùng với mâm từ IGO nổi tiếng, mang lại độ bền cao cho bếp. Và chỉ với 8.990.000 thì mọi người đã có thể sở hữu ngay một chiếc bếp điện từ đầy đủ các tính năng ưu việt mà nãy giờ Duyên vừa giới thiệu. Ở vị trí thứ tư mang lại cho chúng ta là một chiếc bếp từ đôi đến từ thương hiệu Spiller có mã là SPMT89G, sở hữu hai vùng nấu từ có công suất là 2200W, mặt kính Millennium, có vân kính chống trơn trượt, bo viền 4 cạnh cao cấp. Và mọi người có tin được không? Chỉ với hiện kim là 7.990.000 thôi mà mọi người có thể sở hữu ngay một chiếc bếp đầy đủ các tiêu chí ngon, bổ, rẻ, bền, đẹp và bảo hành lâu dài. Và chùm cuối chắc chắn sẽ không làm mọi người thất vọng. Một sản phẩm vừa mới chào xuân năm 2023 đến từ thương hiệu Kenji, một thương hiệu khá quen thuộc đối với người tiêu dùng thiết bị nhà bếp. Đó chính là chiếc bếp từ đôi Kenji TZ700IR.
Và nếu mọi người đang tìm kiếm một chiếc bếp từ đôi phân khúc dưới 5 triệu có chức năng nhiệt Solirio như những các chiếc bếp từ cao cấp khác, thì đây sẽ là một ứng cử viên sáng giá và hứa hẹn sẽ là một trong những mã sản phẩm được bán chạy nhất trong năm 2023. Và trên đây là top 5 chiếc bếp điện từ đạt tiêu chí ngon, bổ, rẻ, bền đẹp và bảo hành lâu dài. Hãy nhanh chân đến ngay các chi nhánh gần nhất của Kitchen Store để được tư vấn cụ thể, cũng như là đừng quên săn sale những chương trình ưu đãi được gắn link trong video này nhé. Và bây giờ thì xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.